Chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham chương chương trình Viber Network. Các bạn đã tham gia giá bạn nhận 0.5 tốc càng của hiệu Viber trên Sony Swap vậy. Để tham con này nó giới hạn là 20 member là em nha tất cả các bạn cố gắng xem cái video này thì làm liền. Rồi các bạn click phần mô tả bấm nút chờ start thì chat bot này. Giá hiện tại khoảng 7.5 đô cho một các bạn. Rồi các bạn đưa cấp trang nha các bạn. SF đúng hay sai đây, rồi đúng rồi. Rồi các bạn bấm vào join này rớt nha các bạn. Rồi nhiệm vụ kênh đầu tiên thì dễ bẹt luôn. Join 3 kênh channel nữa nè. Rồi. Một kênh, rồi bạn join tiếp 2 kênh kia nha các bạn. Rồi tiếp theo follow và đi tiếp test lại cho nó các bạn. Cho nhấp vào nè. Hiện tại còn có khoảng 3-4.000 người nữa là end nha các bạn nên làm liền nha các bạn trong ngày hôm nay. Tại sao nhấp không ăn ta? Rồi theo các bạn theo dõi nữa nè. Rồi bạn lướt xuống các bạn là like cho nó một bài nè. Rồi các bạn để test lại cho nó một cái test lại nha các bạn. Rồi con này đã list sàn các bạn ơi, đã list lên sàn Uniswap rồi. Ồ giá khá là cao các bạn. Để mình check thông tin đây luôn coi. Ồ một bằng 30.000 cho hay vậy. Rồi bỏ đi. Nhiều thì nhiều miếng nó về được rồi. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Chết. Bút còn không thích nữa cái được rồi. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit detail. Nhưng bạn nào làm ai gớp thường thường thì nhấp xuống cái phần link mình là làm các bạn khỏi cần coi mình mất công. Này giấy thì bà luôn. Rồi hỏi các bạn join 3 kênh, 2 kênh group channel hoặc bấm next tab nha các bạn. Rồi submit you with link. Rồi các bạn mở ra các bạn. Nó kêu gọi lên một cái link theo word request nè. Rồi bạn nhấp vào theo word nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào từ nhà của mình nè. Rồi bạn nhấp vào hồ sơ nè. Rồi bấm vào từ quiz challenge nè. Rồi bạn lướt xuống nha các bạn. Hồi nãy mình từ quiz cái bài nào đâu. Bài này bài dự án đó nè các bạn. Rồi bạn bấm vào một ba nè. Rồi bạn bắt upload, các bạn mở gì. Join ra bạn bắt vào đây nha các bạn. Kỳ tờ giá sao các bạn tả tức rồi giữ à. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi submit you profile link. Rồi các bạn trở về lấy cái profile link Facebook của mình các bạn để mình vào đây mình lấy lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào Facebook đi. Rồi Facebook của các bạn nhận của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục chia sẻ nè. Rồi bạn vô gạch nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt nè. Ta ăn coi. Rồi nó kêu mình trở về. Rồi các bạn bắt trở về làm lên lại nè. Trời ơi nó nhảy đâu. Rồi các bạn gửi cho link cho nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục support gì được nữa tờ để mình bắt vào đây các bạn.
Để mình kiểm tra là mình có join mấy cái này chưa ha. Rồi nó kêu mình join vào cái nhóm chat nữa các bạn ơi, các bạn join vào. Chào các bạn. Rồi mất tiêu luôn rồi. Đây nè. Rồi các bạn join vào kênh support của nó bạn, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn gỡ cái link support nó là cái kênh Kèo Khơm Lách. .5 tao cần các bạn. Mỗi một ghép các bạn chọn 0.1 tao cần. Ồ, một tao cần Viber này có khoảng bằng 15 đô ạ. Rồi các bạn bấm vào một balance các bạn. Thì hiện lên các bạn này, rồi bạn bấm get link, lấy link get. Rồi mình có đẩy cái ngày phân phối của nó trên cái trang này các bạn. Mình dịch ra các bạn.